Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa Dũng Xuân thứ 15 đúng bây giờ can vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương các đông hơn số các của tám sông Hằng. Ở trong đại chúng đứng dậy chân tay làm lễ mà mạnh phận rằng thế bằng lòng cho chúng con lúc sau kia phần nhiều đồ ở tại cõi ta ba này thiền tinh tăng giữ gìn đông tùng biên chép cung vàng kinh điển này thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó khi đó phần bao các chúng đại Bồ Tát thiền nam tử thôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao về cõi ta bà của ta từ có cung đại Bồ Tát số đông bằng số cá của sâu muôn sông Hằng môi vì Bồ Tát có sao muôn hằng hà sa tuyên tuông. Những người đó có thể sau khi ta diệt tổ hộ trì đông tùng rộng nói kinh này lũng phần nói lời đó cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nữa đang đều rung nức mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ân vị đại Bồ Tát đồng thời vọng ra các vị Bồ Tát đó thân đều sáng vàng đủ 32 tướng tố cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi ta bà này cõi đó trụ giữa hư không ca vì Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên từ dưới mà đến mọi vị Bồ Tát đều là bằng đạo thủ trong đại chúng đều đem theo sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Thuộc là những vị đem năm muôn bốn muôn ba muôn hai muôn một muôn hằng hà sa quyến thuộc. Thuộc là những vì đêm một hằng hà sa nửa hằng hà sa một phần hằng hà sa nhận đến một phần trong nghìn muôn ứng na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Muốn là những vì đêm nghìn muôn ứng na do tha quyến thuộc. Muốn là đêm muôn ức quyến thuộc là đêm nghìn trăm muôn nhận đến một muôn. Muốn là đêm một nghìn một trăm nhận đến mười quyên thuộc. Muốn là năm bốn ba hai một người đệ tử. Muốn lại là những vị điên một mình ưa hành viện ly số đông vô lượng vô biên dường ấy tỉnh đêm đi dù chẳng có thể biên được các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đềm bảy mong chỗ của đứng đa bửu Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật đến nơi đòi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mầm lấy chân phân và đến cho các đức phật ngồi trên tòa chư tướng.
dưới cội cây bao cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba vòng chân tay cung kính dùng ca cánh người khen của Bồ Tát mà người khen phần rồi đúng qua một tiếng. Ưa vui chim ngưỡng ai đấng Thế Tôn từ lúc từ dưới đấng vọt lên dùng cán cách người khen của Bồ Tát mà khen người phận thời gian đó trải qua 50 tiểu kim. Bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cùng đều linh lặng 50 tiểu kiếp vì do sinh thần của phần khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sinh thần của phần thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ưng cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát nó có bốn vị đạo sư hai vô biên hạnh ba tình hạnh bốn an lâm hạnh bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ tướng đạo sư trong chúng đó ở trước đại chúng bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng thưa Thế Tôn có được ít bình yên não an vui luôn chăng những người đang độ thủ giao dễ chăng chẳng làm cho Đức Thế Tôn xin mỏi nhọc chăng khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng Thế Tôn được cùng ít não giao hoa ca chúng sinh được không mối nhầm ư lại các hàng chúng sinh. Thủ hoa co dễ chăng chẳng làm cho Thế Tôn sinh nhầm mệnh đó ư lung bây giờ đứng Thế Tôn ở trong đài chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế đúng thế. Ca phiền nam tử đứng Như Lai an vui ít bình yên não các hàng chúng sinh hoa đồ được dễ không có nhọc mệnh vì sao vì ca chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai trường được ta dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần qua cung kính tôn trọng trọng ca coi lành ca chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta nghe ta nói pháp liền đều tiến nhận vào đưa trong quê của Như Lai trừ người trước đã tu tâm học hành hiểu thưa nhưng người như thế ta cùng khiến được nghe kinh này vào trong tuệ của phần lúc ấy càng vì Bồ Tát nói kể rằng hãy thay đứng đại hùng Thế Tôn ca càng chúng sinh tại đều hoa đô đường về hay nói các đức phần về trí tuệ rộng sâu nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy hỷ khi đó đứng Thế Tôn khen người càng vì đại bồ
Chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đấng vọt lên đứng chưa được Thế Tôn chắp tay cung vàng thăm hỏi như lai. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của tam nghìn hằng hà xa chúng Bồ Tát cùng muốn từ giải phía chỗ nghi của mình bèn chăm tay hướng về phía Phật nói để hỏi rằng vô lượng nghìn muôn ân căn Bồ Tát này chúng từ xưa chưa từng thấy nguyên đấng lượng tung nói là từ chốn nào đến do nhân duyên gì nhóm tân lớn đại thần thông trí tuệ chẳng nghĩ bàn chí niệm kia bền vững có chức nhân nhục lớn chúng sinh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến mọi mối hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc chỗ đông không thể lượng như chỗ hằng hà xa hoảng có đại Bồ Tát đem sáu muôn hàng xa càng đại chúng như thế một lòng cầu phân đạo những đại sư đó thành sáu muôn hàng hà xa đều đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này đem năm muôn hằng hà xa số này hơn số trên bốn muôn và ba muôn hai muôn đến một muôn một nghìn bốn trăm thầy nhận đến muôn hằng xa nữa và ba bốn phần một phần trong ức muôn nghìn muôn na do ta muôn ức cán đề tự nhận trăm muôn đến một muôn một nghìn và một trăm năm mươi cùng một mươi nhận đến ba hai một viên mình không quyên thuộc ưa thích ở riêng vẫn đều đi đến chỗ phần số đây càng hơn trên trang đại chúng như thế nếu người phá thể đêm qua nơi kim hằng xa còn chẳng thể biết hết cả vì uy đức lớn chúng Bồ Tát tịnh tấn ai vì đó nói pháp giao hóa cho thành tựu từ ai đầu phán tâm xưng dương phận phán nào thủ trì tu kinh gì tu tâm phân đạo nào khang Bồ Tát như thế thần thông chức trí lớn đất bốn phương rung nức đều từ đấng bò lên Thế Tôn con từ xưa chưa từng thấy viễn đó xin phận nói danh hiệu cõi nước của kia ở con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người thoa vây từ đấng lên mong nói nhân duyên đó nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ân ca chúng Bồ Tát đây đều muốn bia quyền này hàng Bồ Tát chúng kia gông ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đứng vô lượng cuối mong quyết lòng nghi khi ấy càng vì Phật của đấng Thích Ca Mâu Ni Phật thân từ vô lượng nghìn muôn ân cõi nước ở vương ca đến ngồi xem bằng trên tòa sư tử dưới ca công cây bao nơi trong tám phương hàng thì gia của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát
ở bốn phương cõi tam thiên đại thiên từ đấng vọng lên trụ trên hư không, đều bạch với phần mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát, đó từ chốn nào mà đến? Lung ê can đơn phần đều báo thì giá ca phiền nam tự hãy chờ giây la hiền có vì đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vì mà đứng Thích Ca Mâu Ni Phật thù kia kế đây sẽ làm phần đã hỏi viện đó đứng phần sẽ đáp các ông tự đây mà được nghe bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát hai tay hai thay A Dần Đa bèn có thể hỏi phần việc lớn như thế các ông phải chung một lòng mặn giáp tình tấn phát y bền vững này được như phát tuyên bày trí tuệ của các đấng Phật chân thần thống tự tại, của các đấng Phật chư sư tự mạnh nhanh, của các đấng Phật sức uy thế mạnh lớn, của các đấng Phật khi đó đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Phải một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc này chớ nên có nghĩa hồi tri Phật chẳng nghĩ bằng. Ông này gắng sức tìm chỗ nơi trong nhận thiền, chỗ pháp xưa chưa nghe nay đều sẽ được nghe này, ta an ủi ông chớ ôm lòng nghi sợ. Phật không lời chẳng thần trí tuệ chẳng nghĩ ban phần đường pháp bậc nhân ai à, rất sâu khó phân biệt như thế này sẽ nói cán ông một lòng nghe. Khi đứng Thế Tôn ngồi kệ đó bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: Nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông mà dần đã cán hẳn đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ, từ dưới đấng vò ca mà các ông từ xưa chưa từng thấy, đó chính ta ở cõi ta bà luôn được vô thượng chính đẳng sinh gia rồi giáo hóa chi dân các Bồ Tát đó. Điều phục tâm kia kiến phán đạo tâm ca vì Bồ Tát đó ở phía dưới cõi ta ba cõi đó chùa giữa hư không ở trăng ca kinh điển đồng tùng không lệ suy gâm rõ hiếu nghị tướng chân chánh. A Dần Đa can thiện nam từ đó chẳng thân ở trong chúng nhiều nói bàn thường ưa ở chỗ vắng xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi giờ cũng chẳng nương tựa người trời mà ở thường ham trí tuệ sâu không có chướng ngại. Cũng thường ham nơi pháp của đấng Phật chuyên lòng tinh tấn cầu tuệ vô thường lúc đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: A Dần Đa ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tâm trí tuệ phần đều là ta hoa đồ khiên phát đại đạo tâm. Chúng đó là con ta ý chỉ thế giới này thường tu hành đời
Hồng tâm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn, vì để cầu phần đạo ở phương dưới ta. Bà trụ vừa quán hư không sức chí niệm bền vững, thường xuyên cầu trí tuệ nói các món pháp màu tâm kia không sơ sến. Ta ở thành già gia ngồi dưới gốc bồ đề, thành bằng tôi chính giang truyền pháp luân vô thường. Rồi mời giáo hoa đỏ kiến đều phan đạo tâm nay, đều trụ bân thôi đều sẽ đứng thành phần nay. Ta nói lời thần ca công một lòng tin, ta từ lâu xa là giáo hoa ca chúng đoan. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh hoàng lây, làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ Cang Đại Bồ Tát đó làm cho chỗ nơi vô thường chính đáng chân gia liền bằng phần rằng Thế Tôn đứng như lai lúc làm thái tư rời khỏi cung dòng thính ngồi nơi đạo tràng. Thánh thành già gia chẳng bao xa đưa thành vô thường chính là đẳng chính gia. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phần sự lớn. Do thế lần của Phật, do công đức của Phật giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chính đẳng chính gia. Thế Tôn chúng đại Bồ Tát này gia sư có người trong nghìn muôn ứng kim, đếm không thể hết chẳng được ngàn mê chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên các đấng phận trồng các gông lăng thành tựu đạo Bồ Tát thương tu pháp hành. Thế Tôn nguyện như thế đời dân có tin thì như có người trăng đẹp tâm đèn tuổi 25 chỉ người trăm tuổi nói đó chỉ là con của ta. Người trăm tuổi nọ cũng chỉ gả tuổi nhỏ nói là cha ta để nuôi ta. Tại vì đó khó tin đứng và cũng như thế từ lông thành đạo nhận đến nay kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ứng kiếm vì phần đạo. Nên chuyên tu tình tấn kéo nhằm xuân trụ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội được thần không lớn tu hành thanh tịnh đã lâu kéo hay trừ thư đề tầm các pháp lành giỏi nơi vẫn đáng là bao quý trong loài người. Tất cả thế gian rất là yên có ngày nay đứng Thế Tôn mời nói lúc được phần đạo băng đầu khiến kia phát tâm vào chỉ dạy diệu giấc làm cho kia hướng về vô thừa chính đàng chính giang. Đừng Thế Tôn thành phần chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con dầu lại tin phần tùy cơ nghi nói pháp lời phần nói ra chưa từng hứa vọng. Chỗ phần biết tay đều thông xuống như càng Bồ Tát mới
chính pháp kinh thưa Thế Tôn. Mong vì chung giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng xin nghi. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa cho nam mà nói kể rằng: Phần xưa từ dòng thánh xuân gia gần già gia ngồi dưới cây bồ đề đến nay còn chưa xa các hàng Phật tử này số đông không thể lường lâu đã tu Phật đạo trụ nơi sức thần thông. Theo Hồng Đạo Bồ Tát trang nghiêm pháp thế gian như hoa sen trong nước từ đất mà vọng ra đều xin lòng cùng kinh đứng nơi trưởng Thế Tôn việc đó có nghĩa bằng. Thế nào mà tin được Phật được đạo rất gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghi như phân biệt nói thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tông ba và mặn nhân. Bọn này của ta sinh con cũng nói là cha cha trẻ mà con già mỗi người đều chẳng tin Thế Tôn cùng như thế được đạo đến nay gần ca chúng Bồ Tát này. Chi vẫn không nhiễm được từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi gần hỏi đáp tâm kia không sợ tên nhân nhung lòng quyết định đoan chánh có uy đức mười phương Phật khen ngợi. Kéo hai phân biệt nói chẳng cách ở trong chúng thường ưa thuyền đinh vì cầu phân đáo vậy chỗ không phương như chúng con từ phận nghe nơi thuyền này không nghi. Nguyện phận vì người sao diễn nói khiên rõ hiểu nếu người ở kinh này xin nghi lòng chẳng tin phải đo đường dương. Mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó thế nào thời gian ngắn giá hoa khiên phát tâm mà trụ bận bất thôi.